Xin chào quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực tổ 3, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Và hiện nay thì là lực lượng chức năng cũng như là một số đơn vị quân đội đang hỗ trợ người dân để kéo các cái nhà bè đang có nguy cơ bị trôi dạt do nước lũ. Và mọi người đang rất là khẩn trương để có thể di chuyển cái nhà bè về vị trí an toàn. Hiện tại, thành phố Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục có mưa, mực nước trên sông Lô vẫn đang tiếp tục dâng cao. Công tác phòng chống lũ đang được các cơ quan chức năng, người dân thực hiện khẩn trương, nhanh chóng. Các hộ dân sống trên nhà bè tại phường Minh Xuân, phường Tân Quang đang được hỗ trợ neo, giữ nhà trước dòng nước xiết. Nhiều người dân đã cùng với lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình tại nhà bè. Hiện nay lâu lắm rồi Tuyên Quang mới có một dịch nước lên to như này, tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng. Mình đang cùng với tất cả các ban ngành hỗ trợ những nhà bè đang bị ngập lũ, đang tất cả mọi người đang rất là lo lắng với cái lũ như thế này. Đối với mực nước sông Lô hiện giờ đang về do xả lũ của lòng hồ La Hàng, đến giờ này là nước về rất to. Thì từ sáng giờ là phường, ủy ban phường là có cái chỉ đạo là tất cả bà con ở dọc sông là cốn thuyền chặt chẽ đảm bảo về người và tài sản. Khu vực bến phà Nông Tiến cạnh khách sạn Lô Giang cũ có rất đông người dân đến quan sát và theo dõi tình hình mực nước dâng. Đã từ rất lâu kể từ khi nhà máy thủy điện Tuyên Quang khánh thành, mực nước sông Lô mới lên cao như hiện tại. Trong những ngày vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, và ngày hôm nay thì mực nước trên hệ thống sông Lô Gâm và sông Cò Đáy thì lên rất nhanh, và theo thông tin của thủy điện Tuyên Quang thì trong ngày hôm nay sẽ mở nhiều cửa xả đáy, và từ ngày hôm nay cho đến ngày 12 tháng 9 thì trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn tiếp tục có mưa lớn diện rộng, và cộng thêm cái xả lũ của các hồ thủy điện trên hệ thống sông Lô Gâm, cho nên tình hình lũ trên hệ thống các sông còn diễn biến hết sức phức tạp. Và để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất thì đề nghị bà con thường xuyên theo dõi và cập nhật các bản tin dự báo lũ để có thể đưa ra được các phương án cho phòng tránh hiệu quả. Tính đến 15 giờ hôm nay, nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã mở 8 cửa xả lũ và thời tiết đang diễn biến rất khó lường. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân vùng hạ du, chính quyền các địa phương thông báo khẩn cấp đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Người dân tuyệt đối không nên đến gần bờ sông, bờ suối, ao, hồ, đập, triền núi, triền dốc hoặc khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm. Không nên cố thủ ở nhà để bảo vệ tài sản khi nhà mình nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Trong trường hợp có nguy cơ sạt lở đất cao ở khu vực xung quanh nhà mình, cần tuyệt đối chú ý, không được đi qua hoặc đến gần khu vực xảy ra sạt lở đất. Không được vào bất kỳ nhà nào ven sông, suối hoặc dưới chân dốc nếu chưa được kiểm tra. Các hộ gia đình không nên vào khu vực ao, lòng hồ đập, các khu vực bị ngập sâu để đánh bắt cá. Người dân nên hạn chế đi lại trên các tuyến đường bị ngập sâu. Các bậc phụ huynh cần chú ý trông nom, giám sát con em chặt chẽ, tránh để các em đến gần nơi ngập nước, đặc biệt là những nơi nước xoáy, nước sâu.